Vâng, kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Bàn tròn nông nghiệp do công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng thực hiện. Vâng, thưa ông thì ông có cái nhận định như thế nào đối với giá lúa gạo cũng như là giá phân bón trong thời gian tới? Vâng, thưa quý bà con, đây cũng là một trong những câu hỏi mà bà con cũng thường xuyên quan tâm gửi về công ty. Đấy, thì với cái giá lúa gạo năm 2023 cũng là vụ xuân, cũng là một năm mà gọi được giá đối với người nông dân so với những năm trước. Thế thì theo nhận định riêng đấy, của chúng tôi đấy, qua những cái thông tin đánh giá phân tích thì trước cái thực trạng biến đổi khí hậu diễn ra rất là mạnh, rồi trước cái bối cảnh có những cái xung đột trên thế giới thì cái nhu cầu về lương thực cũng sẽ cấp thiết và có chiều hướng là gia tăng trong cái thời gian tới. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ đánh giá có cái nhận định riêng của mình trong những cái vụ tới thì có thể là giá lúa gạo chúng ta nó sẽ ở từ cái mức là sẽ ổn định ở cái mức này hoặc là có thể nhích hơn, sẽ ít có hiện tượng là giá lúa gạo sẽ bị tụt như những năm trước. Như năm vừa rồi thì giá lúa Đài Thương 8 hoặc là giá lúa OM18 cũng đạt sấp xỉ 7.000, có lúc lên 7.001, có những thời điểm thì còn xuống 6.007 thì đã cao hơn những vụ trước. Giống OM5451 cũng đạt 6.006 cho đến 6.008. Thì chúng tôi cũng nhận định với thực trạng như hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay và có những cái xung đột hiện nay ở trên thế giới thì giá lúa gạo có thể sẽ ở cái mức như vụ xuân năm 2023 hoặc là có thể cao hơn và ít có cái hiện tượng là sẽ bị tụt giá, mất giá như những năm của 2021 hoặc 2020. Thì như vậy bà con yên tâm, có thể yên tâm hơn về cái giá lúa gạo. Đấy là nhận định của tôi. Thứ hai là về vấn đề giá phân bón. Thì giá phân bón trong những năm 21 và 22 thì đã có những cái sự gọi là tăng giá đột biến. Đấy, cũng làm cho vấn đề sản xuất của quý bà con, đặc biệt là trong ngành trồng lúa gạo cũng như là ngành trồng trọt nói riêng, nói chung thì cũng gặp rất nhiều khó khăn về vật tư. Đấy, tuy nhiên là đến năm 2023 thì giá phân bón đã xuống sâu, giảm rất là sâu, và giảm sâu như thế thì nó cũng có cái thuận lợi hơn cho quý bà con. Tuy nhiên công ty chúng tôi cũng khuyến cáo rằng là với một cái lượng phân bón như hiện tại thì giá phân bón chưa thể tăng ngay được và vẫn có xu hướng đi ngang hoặc là có thể giảm. Vì trong năm 2021-22 thì cái lượng phân bón chúng ta xuất khẩu được nhiều hơn. Đấy, và cái nhu cầu của bà con lúc đó là nó có sự khan hiếm cục bộ, giá phân bón đỉnh cao. Còn như hiện nay nó vẫn còn tồn nhiều trong các đại lý và nhu cầu của người dân thì cũng không cao hơn. Chính vì thế mà từ nay đến cuối năm 2023 thì giá phân bón có thể đi ngang hoặc là giảm hơn một chút. Chính vì thế mà quý bà con cũng không cần thiết phải mua dự trữ phân bón nhiều ở trong nhà, mà chúng ta cần dùng đến đâu thì chúng ta mua đến đó để sử dụng cho hiệu quả cho dụng nhà mình. Và với giá phân bón như hiện nay thì quý bà con có thể là yên tâm để sử dụng, đặc biệt là với các cái loại phân đơn như là phân ure. Đơn thì giá nó sẽ rẻ hơn so năm ngoái tương đối nhiều, là kali đơn cũng rẻ và kể cả DV cũng xuống. Đấy, tuy nhiên để hiệu quả hơn trong vấn đề sản xuất trồng lúa thì quý bà con cũng cần phải chú ý với một điều là sử dụng cân đối giữa các loại phân bón, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng phân đơn trộn vào với nhau. Tuy là nó rẻ hơn so với vấn đề NPK nhưng mà quý bà con cũng hết sức chú ý cho vấn đề là không bón thừa đạm và không bón thiếu kali, không bón thiếu lân. Và nếu chúng ta cân đối thêm được cái nguyên tố trung lượng nữa thì càng tốt. Thì như vậy là năng suất của cây trồng lại quyết định bởi các nguyên tố thiếu, mà trong đó thì phân NPK thì là
phân mà có thể bổ sung cân đối hơn được cái nguyên tố trung lượng, nguyên tố vi lượng. Đấy. Thì quý bà con lựa chọn cái sản phẩm nào phù hợp, uy tín, cũng như là nếu dùng phân đơn thì chúng ta cũng phải cân nhắc để đưa ra một cái tỷ lệ trộn bón cho nó cân đối cho thử nhà mình. Đấy. Và thì chúng tôi cũng khuyến cáo là các loại phân NPK cũng nên giảm giá xuống cho nó phù hợp với lại cái mặt bằng chung của giá phân bón, cũng để giúp cho quý bà con trồng trọt nói chung cũng như là trồng lúa nói riêng là có cái hiệu quả hơn, thì qua đó thì quý bà con cũng có thể là sản xuất bền vững cũng như là gia tăng cái diện tích sản xuất về trồng lúa cũng như là các cái trồng cây trồng khác. Đấy, thì với công ty phân bón Mùa Vàng thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn để giảm giá phân bón hiệu con người. Đấy, và chúng tôi sẽ đưa ra cái giá nó phù hợp tương xứng để quý bà con thì thấy là đánh giá so sánh với các loại phân đơn tổng hợp lại thì phân con người cũng phải giảm giá sâu. Đấy, qua đó để cùng quý bà con được tốt hơn trong cái mùa vụ tới. Vâng, xin cảm ơn.